Chào các bạn, tiếp tục đến với bài học hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu qua đến cái bài sửa loa cho cái iPhone 6. Nó bị cái tình trạng là mất loa trên. Mất loa trên các bạn, có nghĩa là khi mà các bạn thực hiện cái cuộc gọi hoặc là các bạn thực hiện thu âm mà phát ra, nó không có phát ra được cái loa ngoài á. Các bạn lưu ý kỹ vấn đề này chút nha. Tại vì cái lỗi này nó hay lầm lắm á. Các bạn gọi 900, các bạn không có nghe gì hết, nhưng mà khi mà các bạn bật ra loa ngoài á, các bạn vẫn nghe bình thường. Để nạp tiền vào tài khoản, ấn phím 2. Để thay đổi ngôn ngữ, ấn phím 3. Để... Sau đó các bạn bật về loa trong và các bạn bấm phím volume lên xuống thì nó ở chế độ âm lượng nha. Còn nó ở chế độ tai nghe thì nó thuộc về lỗi khác nữa. Nó phải là thuộc âm lượng lên xuống bình thường, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ mở ZDUP Tool lên như thường lệ. Cái tool ZDUP này nó hỗ trợ rất là tốt trong cái việc học nghề online cũng như là cái việc sửa chữa chuyên sâu của anh em sau này. Sau đó chúng ta sẽ chọn tiếp cái model là iPhone và chúng ta sẽ chọn là iPhone 6. Chúng ta sẽ chọn là AB. AB là nó sẽ có hai mặt main các bạn, còn mà các bạn chọn ở dưới thường thì nó chỉ có một mặt thôi. Rồi, như vậy thì các bạn thấy cái main iPhone này nè. Như vậy các bạn đâu, bây giờ chúng ta biết được chúng ta bắt đầu làm từ đâu đúng không? Chúng ta đâu có biết được cái loa là nó từ đâu ra, nó từ đâu vào, từ đâu ra và cái gì điều khiển cái loa đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái máy thực tế. Chúng ta mở cái máy đó ra. Thì để xác định được cái loa là do cái phần nào nó quản lý, chúng ta cứ việc mở cái màn hình lên. Rồi các bạn quan sát xem cái loa nó nằm đâu, cái loa nó nằm trên cụm màn hình đúng không? Rồi các bạn sẽ mở con ốc nó ra, các bạn sẽ thấy được cái chân loa nó tiếp xúc vào sợi dây và sợi dây nó sẽ đi vào cái socket này. Và các bạn sẽ biết được cái socket này nó quản lý loa. Sau khi các bạn đã biết được là cái socket này chính là cái socket quản lý cái phần loa rồi. Nhưng mà trên cái socket này nó sẽ có rất là nhiều cái chân, thì như vậy các bạn làm sao biết được cái chân nào là cái chân quản lý loa đúng không? Rồi lúc này đây chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mở sơ đồ lên, kết hợp các bạn, chúng ta kết hợp cả hai. Sơ đồ nó chính là Microfix nè, 3 nè, 3.2 mở lên. Các bạn vào model iPhone và các bạn tiếp tục vào iPhone 6. Sau đó các bạn bật qua đây, các bạn thấy cái tên tên socket này là socket J1111. Chúng ta sẽ tìm kiếm bên đây. J1111. Các bạn cứ nhấn vào khi đến khi nào nó hiện ra được cái một cái gì đó nó giống socket là cái này, các bạn sẽ phóng to nó lên. Rồi, trên này thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái chân mà chúng ta loại trừ, đa số là chân cam. Cam là nó viết tắt của chữ camera, F cam đúng không? Không quan tâm những chân này. Rồi những cái chân cảm biến code co z này nó cũng liên quan đến âm thanh nữa không, code nè, nhưng mà nó thuộc về cái mic rồi, chúng ta cũng không quan tâm đến nó. Mic. Rồi như vậy là trong đây thì chúng ta sẽ thấy được thêm những cái chân nó gọi là r c v n r đó, còn thấy không, thì hai chân này và liên quan đến thêm hai chân này nữa, là tất cả nó gồm bốn cái chân này nè, là nó sẽ có liên quan đến cái loa. Thì hai cái chân bên này nó có mất cũng không sao, hai cái chân bên này là nó dùng để hỗ trợ những cái người bị khuyết tật về cái khả năng nghe, còn hai cái chân bên này chính là hai cái chân loa chính của chúng ta nè. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ vào chân số 1 và chân số 3 của socket J1111 đúng không? Rồi các bạn sẽ mở hàng ZDUP này lên. Rồi tiếp tục các bạn phóng to hàng này ra để cho nó hiện cái số chân lên. Các bạn phóng to ra là nó tự động nó hiện à. Các bạn thấy đây, chân số 1 và chân số 3 là hai chân quản lý loa rồi. Chúng ta sẽ nhấn vào để xem cái chân này đi qua đâu, không nó đi qua DZ xuống mát, nó đi qua S cuộn dây FL. Tiếp tục các bạn sẽ nhấn bên cái chân cuộn dây FL bên này, những chân xuống mát thì nó xuống mát rồi, các bạn không cần nhấn đúng không, nó là mát mà. Rồi chúng ta nhấn vào cái chân vàng bên này, chúng ta phóng nhỏ lại để xem nó sẽ đi vào đâu. Nó sẽ đi thẳng vào cái con U0900 này. Như vậy là chúng ta sẽ biết được cái con U0900 này chính là cái con IC quản lý cái đường loa này rồi đúng không? Thì cái cách đo chúng ta cũng sẽ đo như những cái bài trước thôi, các bạn sẽ đo tổng trở của hai đường này, tại vì cái loa nó sử dụng đến hai đường chứ không phải là một đường như những cái nút nhấn nữa. Một trong hai đường này nếu như các bạn đo có đường nào nó bị mất á, thì các bạn sẽ dò theo, ví dụ đường này nó mất thì chúng ta tiếp tục chúng ta dò theo, chúng ta đo đo ở đây mà mất qua đây đo, nếu mà còn thì là nó sẽ bị cuộn dây nó bị lỗi đúng không, chúng ta chỉ bị câu tắc thôi. Còn nếu như các bạn đặt đo tại đây mà mất, các bạn đo tại đây mà nó cũng mất nữa, là chứng tỏ nó bị đứt thẳng vào cái con audio code rồi, các bạn sẽ dỡ được code lên mà câu qua.
Còn trường hợp mà các bạn đo tổng trở mà nó bị chạm á, thì chúng ta sẽ cứ cách ly bỏ những cái con dz trên cái đường hoặc con tụ trên cái đường nó mát thôi, đúng không? Cách ly hết rồi mà nó vẫn chạm thì nó chạm con audio code, thì chúng ta thay thế con audio code. Và khi mà chúng ta đo tổng trở tất cả đều đẹp hết mà vẫn không có lo thì chúng ta cứ thay thế tiếp con audio code này, tại nó quản lý mà. Khi mà các bạn thay con audio code này vẫn không phát ra cái lo, vẫn vậy không phát cái lo, thì tiếp tục các bạn sẽ phóng tháo con audio code ra. Các bạn phóng to ra, các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện lên các bạn tổng trở. Đây, tổng trở trên này nè. Các bạn có thể, nếu như các bạn phóng to lên mà nó không có ra cái bản tổng trở này, thì các bạn chỉnh bên này nè, đôi khi các bạn tắt á, bật lên ha. Các bạn đo từng chân đây và các bạn sẽ so sánh với lại cái main mẫu, nếu như nó bị sai so với tổng trở này. Các bạn so sánh làm hay lấy một cái main allow ra nữa, các bạn so sánh với cái main mẫu xem nó có bị sai lệch đường nào không. Thì ví dụ như nó sai lệch đường A4 hoặc là đường A4 nó mắc trở đi, chúng ta sẽ nhấn vào đường A4 này, chúng ta xem nó sẽ đi vào đâu. Nó sẽ đi vào CPU không, mà lúc đó chúng ta biết được nó bị đứt chân từ CPU vào con này rồi, hoặc là nó bị sai trở, là nó bị lỗi hẳn trong con CPU rồi, thì lúc đó chúng ta buông thôi. Đó cái cách để sửa cái loa này.